Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người năm mới 2021 thật đẹp. Đây là tập 2 của chuỗi những ngày tung tăng ở Sydney. Trong suốt chuyến đi này, khi sử dụng những phương tiện công cộng, tụi mình luôn phải bật chế độ ninja, đeo khẩu trang để tránh virus lây lan, bảo vệ cho bản thân và cộng đồng. Các bạn cũng nên như vậy nhé. Hãy cùng tụi mình thăm lại Sydney Opera House và cầu cảng Sydney nào. Let's go! With you the sun is shining 24/7. Together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt 'cause you're my everything. I do, 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 do. I wanna marry you. Lần thăm Sydney ngắn ngày này, tụi mình muốn ôn lại kỷ niệm đẹp, thăm những góc phố, quán ăn hay tiệm cà phê một thời hay lui tới. Mình đang ngồi ăn brunch tại quán Gillian's ở Circular Quay. View quán này khá là đẹp, giá ổn, phục vụ tốt và đồ uống thì ngon khỏi phải chê rồi. Những góc phố của Sydney quen thuộc, lại một lần nữa tụi mình có dịp đặt chân đến và đi qua. Sydney vẫn nhộn nhịp, ồn ào, tất bật, trung tâm shopping cả một thế giới. Tụi mình chỉ muốn ôm trọn vào lòng thôi. Đặc biệt, đi cả ngày không bao giờ là đủ, làm tụi mình thấy thời gian một ngày trôi nhanh gì đâu á. Vợ chồng mình đến thăm Sydney vào độ giữa tháng 12 của năm 2020. Đang là mùa hè nhưng thời tiết lại se se lạnh, không có áo ấm là chịu không nổi. 2020 này kỳ lạ đến từng chi tiết, ngay cả thời tiết cũng khó hiểu nhỉ. Còn bây giờ tụi mình tranh thủ tạt qua làm tô mì bò cay hấp dẫn và quen thuộc nào. Ai đang đói bụng giống mình lúc này thì tua nhanh đoạn này nha. Mong men qua đoạn đường nhỏ, băng qua ngóc ngách này, đó là tiệm dessert matcha trà xanh yêu thích của bọn mình. Nhưng do dịch Covid, chỉ còn take away mang đi, không được ngồi lại ở đây nhấm nháp. Thôi thì hẹn một dịp khác ha, hơi tiếc một chút xíu. Anh sợ quá của em. We'll be right back.
Bước trên chặng đường mình đang đi này, nhiều trải nghiệm và thử thách, khó khăn, có những lúc tưởng là không thể vượt qua nổi, những áp lực nhưng cũng đúc kết ra được những chân lý cho riêng mình. Thứ nhất, kỷ niệm sẽ không bao giờ chết, vì vậy hãy làm cho nó thật đẹp, một ngày nào đó khi nhớ về nó bạn sẽ phải mỉm cười. Thứ hai, cuộc sống của bạn luôn cần niềm vui và hạnh phúc, vì vậy hãy dành thời gian cho những người có thể khiến bạn có được những điều ấy. Thứ ba, khi buồn đừng cố tỏ ra là mình ổn, bởi bạn được phép không cần phải ổn. Thứ tư, dù bận rộn đến đâu, bạn luôn cần nghỉ ngơi và thư giãn nhé, sức khỏe của bạn mới thật sự là quan trọng. Thứ năm, suy nghĩ quá nhiều chưa bao giờ giúp bạn giải quyết được vấn đề gì đâu, chỉ tổ rối tung lên mà thôi. Và điều cuối cùng, hãy sống một cuộc đời mà bạn muốn, ăn thứ mà bạn thích, mặc thứ mà bạn yêu và làm những điều khiến bạn thấy đam mê. Cuộc sống là những bánh xe xoay vòng, bạn sẽ không bao giờ dừng lại được. Khi chinh phục được cái này, bạn sẽ muốn đạt được những cái khác lớn hơn. Và đừng để cuộc sống phải điều khiển mình hãy tạo ra cho riêng bản thân mình một cuộc sống. Với tụi mình, mỗi người nhìn vào sẽ thấy khác nhau, nhưng tụi mình đang tô vẽ nên một cuộc sống riêng và độc lập mang tên Emily và Tony. Còn các bạn thì sao? Cùng tụi mình khám phá những thử thách và trải nghiệm mới nha. Và dù có thế nào đi nữa, hãy vẫn cứ mỉm cười. With you the sun is shining 24/7. It feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you'd